Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem ạ. Ai ưng ý sản phẩm nào thì hãy gọi điện trực tiếp cho số điện thoại của em 0378 050 027 hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027 để em tư vấn trực tiếp cho mọi người ạ. Hôm nay em lên cho mọi người một chiếc áo M65 hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhá. Hai khóa nhôm, hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ, sản xuất năm 1970. Độ mới của nó là 99%. Cực kỳ đẹp, không có lỗi lầm gì hết ạ. Chiếc áo này gọi là siêu phẩm luôn nhá. Sản xuất năm 1970, có 3 tem theo áo này. Độ mới 99%. Em vào chi tiết cho mọi người xem chiếc áo. Cực kỳ đẹp. Hai khóa nhôm. Mọi người nhìn cái chân khóa là biết độ mới của nó luôn. Gần như là chưa sử dụng nhiều. Đã hình cái này đã qua sử dụng một chút rồi đấy, nhưng mà hình như là lướt rồi ạ. Cực kỳ đẹp cái tem của nó này, Saimerum Reguna, sản xuất năm 1970, độ mới 99%, chất vải cực kỳ đanh, dày, thớ ngang nhá, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Còn hai tem ngực này, tem lụa nhá, và một tem ở tay vai áo này. Đây ạ, cái độ mới của nó thì các bác phải xem ở cái chữ A của nó này, cái màu của nó xuất sắc không? Quá đẹp luôn, chưa xuống màu một tí nào. Cái lớp gấp tay nó có lớp gấp tay mờ mờ, vì cái chỗ này thì gấp thành nếp của nó rồi, nó mờ mờ nhá. Rất là đẹp, áo rất đẹp, hai bên chữ A này mới đét luôn, độ mới thì không phải bàn. Đằng trước này, đằng sau áo này, đây đằng sau áo này, mọi người xem tổng thể giúp em, không có gì phải chê luôn. Dây rút trên dưới đầy đủ nhá, không có gì để chê chiếc áo này. Màu rất đẹp, dây rút đầy đủ, dây rút dưới này, dây rút dưới này, dây rút trên này, và mũ của nó này. Mũ của chiếc áo vẫn còn ok nhá. Mũ và cái màu ngoài này gần như nhau luôn. Chiếc mũ ở trong này và màu áo ngoài gần như nhau. Chứng tỏ áo này quá mới luôn. Cái áo này quá mới. Cực kỳ đẹp nhá. Không có lỗi lầm gì đâu ạ. Nót phúc lên này. Tem dưới còn rõ ràng chữ nghĩa này. Rất là đẹp nhá. Chiếc áo này thì mọi người phải tầm 70 cho đến 80kg mặc đẹp. 70-80kg, cao 1m75. Vai áo của nó là 53, dài áo là 79-80, 78-79. Vai áo 52-53, người thì tầm từ 70kg trở lên, 80-82kg trở xuống, và cao từ 1m7 đến 1m75. Giá em bán chiếc áo này là 9 triệu nhé, 9 triệu, anh nào thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Mã của sản phẩm này mã 07 nhé, mã 07, anh nào thích thì liên hệ với em, giá 9 triệu. Rồi em xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.